Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hạng Trùng mắt lạnh nói: "Hạ Kính Phong, ngươi dùng loại thủ đoạn này bắt chúng ta, còn muốn tự xưng là đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi sao?" Nghe thấy vậy, Hạ Kính Phong hai mắt nheo lại nói: "Ồ, không biết thánh chủ còn có cái gì chỉ giáo?" Hạng Trùng đã nhìn ra Hạ Kính Phong này đối với danh hiệu đệ nhất cao thủ này có một loại chấp mê bất ngộ. Rốt cuộc chỉ là thời điểm đánh cùng với Lâm Hiểu Phong, trong miệng liền nói không biết bao nhiêu lần câu đệ nhất cao thủ này. "Chỉ là đánh bại Lâm Hiểu Phong, vậy thì có ích lợi gì? Chúng ta người cũng chưa đánh bại, liền xưng là đệ nhất cao thủ hay sao?" Hàn Trù nhìn hai mắt hắn nói: "Tốt xấu gì ta cũng là thánh chủ thánh giáo, bị làm lơ như vậy làm người cảm thấy thực khó chịu." "Thì ra là như vậy." Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra tươi cười sáng lạn. "Một khi đã như vậy, vậy thì cũng không cần lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi." Nói xong, Hạ Kính Phong vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ của hắn thoái lui. "Lên sao?" Hoàng Mập hỏi. Bốn người Trấn Phong, Hạng Trù, Lâm Sầm và Hoàng Mập cùng nhau vọt tới. Làm người không nghĩ tới chính là bốn người bọn họ liên thủ, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hạ Kính Phong. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, sức lực cả người đều không thể dùng được. Khóe miệng của Hạ Kính Phong treo lên một tia cười lạnh. Hắn cắn rách đầu ngón tay của chính mình. "Lâm Hiểu Phong, giờ ngươi giống như con sâu nằm đó, hãy ở đó mà xem cái gì mới gọi là quỷ thuật chân chính, tà chi đại pháp." Hạ Kính Phong một trường chụp trên mặt đất, oanh một tiếng, vô số máu tươi điên cuồng tuôn ra, thổi quét đến trên thân thể của bốn người. "Không được giết bọn họ!" Lâm Hiểu Phong giống to. Phanh phanh phanh, bốn người Hạng Trù trực tiếp bị đánh bay trở về, đều là bị thương không nhẹ. Hai tay của Hạ Kính Phong nâng lên, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. "Lâm Hiểu Phong, ngươi nghe thấy được không? Cái gì mới là hơi thở của cường giả?" Nói xong, trong ánh mắt của hắn lộ ra phẫn nộ. "Dựa vào cái gì ngươi có thể làm đệ nhất cao thủ ma đạo? Phế vật như ngươi dựa vào cái gì có thể làm được?" Trên mặt Hạ Kính Phong nở ra một nụ cười biến thái. "Mẹ nó, gia hỏa này điên rồi." Lâm Sâm nói. Hoàng Mập chậm rãi đứng lên, tay trái của hắn cầm lấy cung, tay phải lấy ra mũi tên. "Hiểu Phong, đợi lát nữa các cậu liền đi theo mũi tên này của tôi mà lao ra." Hoàng Mập hít một hơi thật sâu. "Có ý tứ gì?" Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. "Cậu Mập, cậu muốn làm gì?" Hoàng Mập lại không có ý tứ phản ứng lại Lâm Hiểu Phong, chậm rãi kéo dây cung. Tiếp theo, quần áo trên người của Hoàng Mập vỡ ra. Không chỉ là quần áo, làn da của hắn cũng dần dần vỡ ra. Cả người của Hoàng Mập đau đớn giống như bị lửa đốt cháy. "Hiểu Phong, một mũi tên này không ăn được bọn họ. Sâm ca, Trấn Phong ca, các người mang theo Hiểu Phong lên, nhất định phải lao ra." "Cậu muốn thiêu đốt ba hồn bảy phách của mình sao?" Lâm Hiểu Phong đã nhìn ra một mũi tên này của Hoàng Mập hiển nhiên là đem ba hồn bảy phách đều rót vào bên trong mũi tên này. Hoàng Mập thống khổ giống to lên, đem dây cung kéo căng. Hạ Kính Phong giật mình một cái. Lúc này mũi tên kia đối diện hắn, Hạ Kính Phong cũng cảm giác được chỉ cần bị mũi tên này bắn trúng, chính mình cũng sẽ không có đường sống. "Mau ngăn cản hắn!" Lâm Hiểu Phong giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, lại bị hai người Lâm Sầm cùng với Trấn Phong bám trụ. "Ba hồn bảy phách của hắn đã bắt đầu thiêu đốt rồi, ngăn cản cũng vô dụng." Hai mắt Hạng Trù cũng nhìn về phía Hoàng Mập, cũng là mang theo sự tôn kính. Hiểu Phong. Trong miệng Hoàng Mập hộc ra máu tươi. "Tôi minh bạch chính mình cho tới nay
đều gây phiền phức cho cậu. Lúc trước tôi không nên theo cậu học đạo, cậu cũng có thể giảm bớt một đống lớn chuyện phiền toái. Cho nên tôi liền muốn nhất định phải tu luyện đạo thuật thật tốt, đến lúc đó chờ cậu gặp phải phiền toái liền có thể giúp đỡ cậu. Không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trong nháy mắt đỏ lên. Làm bạn bè từ nhỏ, cùng nhau đến trường, không nghĩ tới Hoàng Mập lại sẽ dùng phương thức này tới giúp mình. Tay của Hoàng Mập kịch liệt run rẩy, một mũi tên này uy lực cũng tăng lên tới cực hạn. Hiểu Phong, đi theo mũi tên này của tôi chạy đi. Nếu không thể khôi phục được quỷ thuật, liền không cần báo thù cho tôi. Nam thần bắc đấu, mãn thiên chiếu, ngũ sắc thải vân nháo phân phân, tử vi cung trung khai thánh điện, xuyên vân nhất tiễn diệt chư tiên. Hoàng Mập nói xong, ba hồn bảy phách của hắn hoàn toàn bị hút vào bên trong mũi tên này. Mũi tên này cũng tản mát ra màu sắc rực rỡ. Vèo một tiếng, mũi tên mang theo ba hồn bảy phách của Hoàng Mập bay vụt ra ngoài. Mũi tên này bay qua trên mặt đất, toàn bộ đều bị chấn ra vết rách. Cậu Mập! Lâm Hiểu Phong nhìn theo mũi tên đầy màu sắc, tâm trí cũng hoàn toàn bị mang đi. Một mũi tên này, đám người Hà Kính Phong không ai dám chắn, đều trốn đến vị trí cực xa. Mặc dù là tới gần mũi tên này, chỉ sợ đều bị trận gió mà mũi tên tạo ra hoàn toàn xé nát. Đi thôi! Hạng Chu hô lên. Lâm Sâm cùng với Trấn Phong kéo Lâm Hiểu Phong đi, đi theo phía sau mũi tên chạy như bay. Nổ súng! Nổ súng mau! Hà Kính Phong hô lên. Hai bên chuyển đến tiếng súng rậm rạp. Nhưng sau khi mũi tên này bay qua, liền để lại một trận gió ngăn cản những viên đạn bắn tới. Đuổi cho ta! Hà Kính Phong nhìn thấy mấy người biến mất ở trong màn đêm, sắc mặt trở nên khó coi. Đùa bỡn Lâm Hiểu Phong thì đùa bỡn, nhưng tuyệt đối phải đem bọn họ bắt lại, nếu không sẽ lưu lại hậu hoạn sau này. Mũi tên này trực tiếp bắn xa 1 km, cuối cùng cắm vào bên trên một cây đại thụ. Lâm Hiểu Phong lúc này bất chấp chạy trốn, tránh thoát Lâm Sâm cùng với Trấn Phong, đi vào phía trước mũi tên này. Màu sắc sặc sỡ trên mũi tên này cũng dần dần biến mất. Lâm Hiểu Phong giống to lên, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hiểu Phong, cậu nói xem, Tiếu Lệ Lệ mới học trung học, dáng người tại sao lại đẹp như vậy? Cậu Mầm, tôi hỏi cậu lại một lần cuối cùng, cậu thật sự muốn học đạo thuật sao? Đó là đương nhiên. Lâm Hiểu Phong nghĩ tới những hình ảnh khi mình ở cùng với Hoàng Mập, một bên khóc, một bên vô lực đấm vào trên cây đại thụ. Cậu Mầm, tôi thật vô dụng, vậy mà làm cậu chết ở chỗ này rồi. Tuy rằng tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng mà kệ là Hạng Chu, Lâm Sâm hay là Trấn Phong đều không có vội vã muốn đi. Ngược lại, toàn bộ nhìn tới màu sắc sặc sỡ trên mũi tên đang chậm rãi biến mất kia, đều muốn đưa Hoàng Mập một đoạn đường cuối cùng. Thì thôi. Màu sắc sặc sỡ đã hoàn toàn biến mất, Hạng Chu mới ở một bên nhẹ giọng nói. Được. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, tiếp tục được Lâm Sâm cùng với Trấn Phong nâng đỡ, điên cuồng chạy trốn. Trên mặt biển, Lưu Bá Thành đang ở trong văn phòng, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài. Hắn lấy ra di động, gọi tới cho Tây Bắc Ninh. Alo, Tây Bắc Ninh, lập tức sẽ có người tiến vào khu vực cậu ẩn núp. Hãy cứu Lâm Hiểu Phong. Tây Bắc Ninh vừa nghe, vội vàng nói. Cục trưởng, cứu tên phản đồ Lâm Hiểu Phong kia sao? Ngài có lầm không vậy? Tây Bắc Ninh vốn là cùng với Lâm Hiểu Phong có mâu thuẫn, bảo hắn cứu người, nói giỡn sao? Yêu cầu ta lặp lại một lần sao? Nhiệm vụ cứu đoàn người của Lâm Hiểu Phong. Lưu Bá Thành lạnh mặt nói. Cậu không chấp hành, ta lập tức xóa bỏ chức vụ của cậu. Vâng. Tây Bắc Ninh hít sâu một hơi, ngắt điện thoại. Bên cạnh hắn còn có 5 người khác của Trạm Yêu Cục. 5 người kia nhìn về phía Tây Bắc Ninh chờ nhiệm vụ. Tây Bắc Ninh lớn tiếng nói. Nhiệm vụ ngăn chặn đoàn người phản đồ Lâm Hiểu Phong. 4 người lúc này cực kỳ chật vật, trên người đều mang theo thương tích. Lại đi không đến 5 phút đồng hồ là có thể đến bờ biển. Bên kia chúng ta đã chuẩn bị cano trước rồi, chỉ cần tới bên cạnh cano là có thể chạy thoát rồi.
Chiến Phong nói. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện 6 người ngăn chặn bọn họ. Tẩy Bắc Ninh! Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hạ Chu vội vàng che ở trước người Lâm Hiểu Phong, nhìn Tây Bắc Ninh. Người muốn làm gì? Tây Bắc Ninh sắc mặt âm trầm, hắn cười lạnh nói. Đương nhiên là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chấn Phong đạo trưởng, ngươi là người của Long Hồ Sơn, đến bên phía chúng ta, ta khẳng định đảm bảo bình an cho ngươi. Nhưng còn 3 người bọn họ, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Tây Bắc Ninh không muốn tự mình giết người, chỉ cần ngăn lại mấy người, chờ người đuổi giết bọn họ chạy tới, đương nhiên không cần chính mình lo lắng. Là mệnh lệnh của Lưu Bá Thanh sao? Lâm Hiểu Phong sắc mặt âm trầm. Tây Bắc Ninh gật đầu. Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong sắc mặt âm trầm đến độ sắp tích ra nước. Ta vì Trảo Yêu Cục vào sinh ra tử nhiều năm, chuyện tới hiện giờ cũng không chịu cho chúng ta một con đường sống sao? Tây Bắc Ninh nói. Đường sống? Một tên phản đồ như ngươi muốn đường sống cái gì? Cấu kết ma giáo, ăn cây táo rào cây sung, ta nhổ vào. Thượng Mau, Hà Kính Phong mang theo người cũng đổi tới. Các ngươi là người nào? Hà Kính Phong mắt lạnh nhìn sáu người Tây Bắc Ninh đột nhiên xuất hiện. Tây Bắc Ninh chỉ vào 4 người Lâm Hiểu Phong. Chúng ta chỉ cứu Chấn Phong đạo trưởng, 3 người kia tùy ý các người, không liên quan đến chúng ta. Hà Kính Phong nghe thấy vậy, cảnh giác trong lòng tuy rằng cũng không có buông ra, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra tươi cười. Một khi đã như vậy, các người mang theo đạo sĩ kia chạy đi, 3 người này liền giao cho ta tự mình xử lý. Tây Bắc Ninh phất phất tay, 2 người của Trảo Yêu Cục đi lên trước, bắt lấy Chấn Phong. Chấn Phong giống lớn. Các người muốn làm gì? Thấy chết mà không cứu. Lâm Hiểu Phong lúc trước dù sao cũng là người của Trảo Yêu Cục các người, còn chỉ huy các người đánh mãng xà nhân gian, trong lòng các người một chút tâm địa từ bi đều không có sao? Nhiệm vụ như thế. Người của Trảo Yêu Cục nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, xin lỗi. Nói xong dùng sức kéo Chấn Phong rời đi. Tiếp theo, 3 người Lâm Hiểu Phong, Hải Chu, Lâm Sâm bị người của Hà Kính Phong vây quanh. Mà Tây Bắc Ninh mang theo người ở một bên xem kịch vui. Hắn muốn đích thân nhìn xem Lâm Hiểu Phong là chết như thế nào. Thánh chủ, tiếp tục phản kháng có ý nghĩa gì? Đầu hàng đi. Hà Kính Phong cười nói. Có cùng ông nội của ta rốt cuộc cũng có tình cảm nhất định, sẽ không lấy tính mạng của cô. Cha ta không muốn chết trong tay địch thủ, tự sát mà chết. Tuy ta không bằng ông ấy, nhưng lại cũng không biết đến hai chữ đầu hàng này viết như thế nào. Đừng nói Lâm Hiểu Phong phế vật này, hai người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Tội tình gì đây? Vậy phải thử một lần. Hạng Chu nói xong, nhỏ giọng nói thầm ở bên tai Lâm Sâm. Đợi lát nữa người nghĩ cách mang Hiểu Phong lao ra. Cậu dám? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Lâm Sâm. Cậu thử xem. Lâm Sâm lại không chút do dự gật đầu đáp. Được. Nháy mắt, Lâm Sâm hóa thành vô số con rời, đem Lâm Hiểu Phong bao vây lại, bay lên trời mà đi. Bắn! Tiếng súng vang lên, toàn bộ viên đạn bắn vào trên con rời đang bao bọc lấy Lâm Hiểu Phong, không đếm được có bao nhiêu con rời bị rơi xuống. Hàng Chu lập tức cầm roi sắt đánh tới những người này. Hà Kính Phong thấy họng súng của thủ hạ đổi hướng sang Hàng Chu, vội vàng nói. Bắt sống! Tây Bắc Ninh lúc này thấy Lâm Sâm muốn mang Lâm Hiểu Phong đào tàu, hắn sao có thể chịu được. Hắn không sợ vi phạm mệnh lệnh của Lưu Bá Thành, chỉ làm vì muốn để cho Lâm Hiểu Phong chết ở chỗ này, làm sao có thể để cho Lâm Hiểu Phong chạy thoát. Hắn nói. Đồng loạt ra tay, giết chết con rơi yêu kia. Mấy người của Trảo Yêu Cục lập tức lấy ra hoàng phù. Một đạo phù chú tản ra quang mang kim sắc, bay tới trên trời, đánh vào trên người của những con rơi đang bao vây lấy Lâm Hiểu Phong. Các người điên rồi! Chấn Phong một chân đá ngã hai người. Dừng tay cho ta! Lâm Hiểu Phong sắc mặt xì ngốc, nhìn người của Trảo Yêu Cục phía dưới đang ra tay đối với Lâm Sâm,
Hàng Chu thì bị Hà Kính Phong bắt lấy. Hà Kính Phong, cháu yêu cùng. Lâm Hiểu Phong dần dần chìm vào hôn mê. Phía trên tàu chiến, Lưu Bá Thành đứng ở trên boong tàu. Tây Bắc Ninh quỳ trên mặt đất. Hơn 20 thành viên của Trèo Yêu Cục khác cũng đang ở chung quanh, nhìn Tây Bắc Ninh. Vì sao không nghe lệnh của ta? Lưu Bá Thành nhìn về Tây Bắc Ninh trước mặt. Tây Bắc Ninh siết chặt nắm tay, không nói gì. Ta hỏi ngươi, vì sao không nghe lệnh của ta? Lưu Bá Thành giống lớn, trực tiếp bắt lấy cổ áo của Tây Bắc Ninh. Tây Bắc Ninh dùng sức đẩy Lưu Bá Thành ra. Được, Lưu Bá Thành, ta nói cho ông vì sao ta không nghe lệnh. Tây Bắc Ninh ta, từ khi Trảo Yêu Cục thành lập, đã làm việc gì có lỗi với Trảo Yêu Cục chưa? Lúc trước, Lâm Hiểu Phong quấy rối, làm ta bắt Hạng Chu thất bại. Kết quả, hắn không có gặp bất luận trừng phạt gì. Ngược lại, sau đó đảm đương chỉ huy đối phó mãng xà nhân gian. Dựa vào cái gì không phải ta làm? Tây Bắc Ninh giận dữ nhìn về Lưu Bá Thành. Hắn một lần nữa cấu kết ma đạo, ta chính là muốn giết hắn. Vậy thì làm sao? Lưu Bá Thành siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại, quá thật lâu mới nói. Trục xuất Tây Bắc Ninh ra khỏi Trảo Yêu Cùng, vĩnh viễn không được trở lại. Hai người Lăng Tiêu cùng với Quản Húc nhìn về phía của Tây Bắc Ninh, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ thông qua chấn phòng đã biết được sự tình trải qua. Hoàng Mập dùng tính mạng của chính mình mở ra một con đường sống, kết quả lại bị gia hỏa này quấy rối. Lúc này cũng không biết Lâm Hiểu Phong đến cùng là tình huống như thế nào. Vương Bát Đản, Trấn Phong lúc này đi lên, một chân đá vào trên ngực của Tây Bắc Ninh. Tây Bắc Ninh vừa mới chuẩn bị đánh lại Trấn Phong, Lăng Tiêu cũng đi lên trước, một quyền đánh Tây Bắc Ninh quỳ rạp trên mặt đất. Tây Bắc Ninh trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Phía trước hãm hại bằng hữu ta cũng liền thôi, ở trước mặt ta còn muốn đụng đến người của Long Hồ Sơn ta? Lăng Tiêu lạnh mặt nói. Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng không bình thường, cũng xông lên trước, một chân lại một chân cuồng đá. Vương Bát Đản, nếu Lâm Hiểu Phong xảy ra chuyện, ta bắt người phải đền mạng. Mấy người đánh một trận, Quan Húc mới bật hơi, hướng tới Lưu Bá Thành ở một bên nhìn lại. Cục trưởng, ta muốn đi tìm Lâm Hiểu Phong, đem việc này giải thích rõ ràng cho hắn. Ta cũng đi. Lăng Tiêu gật đầu. Trấn Phong đương nhiên không cần nhiều lời. Được. Lưu Bá Thành khẽ gật đầu, xoay người lên rời đi, không có liếc mắt nhìn Tây Bắc Ninh một cái. Sau khi Lưu Bá Thành rời đi, những người khác trong Trảo Yêu Cục cũng đều lần lượt rời đi. Bọn họ đều đại khái biết được những việc Lâm Hiểu Phong đã trải qua, bị đánh phế một thân đạo pháp cùng với quỷ thuật, thật vất vả chạy thoát, kết quả lại bị gia hỏa Tây Bắc Ninh này hãm hại. Trong đám người có Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiên Thiến liếc mắt nhìn nhau một cái. Ta cũng đến đi tìm Lâm Chỉ Huy, Diệp Khánh Thần nói. Từ Thiên Thiến gật đầu. Em sẽ cùng anh đi tìm. Bên trong thánh giáo, tại trang viên của thánh chủ, lúc này đương nhiên đã đổi chủ, thánh giáo hết thảy đều thành Hà Bá. Lúc này trong đại sảnh trang viên, Hà Bá ngồi trên ghế, Hà Kính Phong tươi cười ngồi ở một bên, mà phía dưới chính là giáo chủ 16 ma giáo cùng với một đám cao tầng trong thánh giáo đã bị Hà Bá âm thầm liên lạc. Những cao tầng đó đều bị Hà Bá âm thầm thu mua, thế cho nên lúc trước xảy ra chuyện không một ai đi chi viện lão thánh chủ. Hiện giờ thánh chủ đã mất tích, gia hỏa giả mạo lão thánh chủ kia cũng bị mọi người cùng nhau vây giết. Thánh giáo không thể như rắn mất đầu. Tư Đồ Kim Trần tươi cười đầy mặt mở miệng nói. Không bằng để Bắc Hà ngồi trên vị trí thánh chủ, lãnh đạo thiên hạ ma đạo, như thế nào? Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Hà Bá xua tay cười. Tuy rằng mọi người ở đây đều minh bạch đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng những việc này không thể nào nói ra bên ngoài. Việc này ngoại trừ Bắc Hà, không ai có thể phục chúng. Vẫn là mời Bắc Hà lấy đại cục làm trọng đi. Mọi người phía dưới cũng cùng hô lên. Mời Bắc Hà lấy đại cục làm trọng.
lão phu có tài đức gì, thế nhưng ma đạo đích xác không thể một ngày vô chủ, ta liền tạm thời tiếp nhận trọng trách này. Về sau có hiền tài, lại nhường cho vị hiền tài kia đi. Hà Bá cười nói, hiền tài sao? Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có Hà Kính Phong bên cạnh Hà Bá. Lúc trước đều do Hà Kính Phong liên lạc cùng với Tư Đồ Kim Trần. Mặc dù là Tư Đồ Kim Trần cũng có chút không thể tin được Hà Bá sẽ làm phản. Rốt cuộc lúc trước Hà Bá vẫn luôn không có con nối dõi, làm phản, tranh giành cơ nghiệp cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Lúc này Hà Kính Phong lại là cháu nội của hắn, như vậy hết thảy liền dễ giải thích. Hà Bá lớn tuổi như vậy, đương nhiên là vì cháu nội của chính mình mà tranh giành cơ nghiệp. Bên ngoài đã dọn xong tiệc rượu, mời mọi người tận tình uống rượu. Hà Bá vẫy vẫy tay. Những người này tới bộ dáng của Hà Bá, hiển nhiên là còn có gì đang muốn nói riêng với Hà Kính Phong. Một đám đi ra đại sảnh. Sau khi bọn họ đi ra, trên mặt của Hà Bá mới lộ ra thần sắc mệt mỏi. Nói thật, chuyện làm phản này kỳ thật Hà Bá không phải là nguyện ý muốn làm. Ông nội, vất vả rồi. Hà Kính Phong ở một bên cung kính nói. Hà Bá khẽ gật đầu. Bên phía tiểu thư, nhất định phải đối xử tử tế. Ông nội, Lâm Hiểu Phong kia đã đào tẩu. Hà Kính Phong nói. Thả ra tin tức, một tháng sau sẽ chém Hạng Chu. Nếu hắn không xuất hiện, chúng ta liền giết cô ta. Hà Bá mày gắt gao nhăn lại. Lâm Hiểu Phong đã thành phế nhân, buộc hắn ra tới có ý nghĩa gì sao? Lưu lại trước sau cũng là tai họa ngầm. Hà Kính Phong nói. Đại sự đã thành, cũng không thể bởi vì nhân từ nương tay mà ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta. Hà Bá chậm rãi gật đầu. Được, liền theo như lời của ngươi nói đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên ngoài vội vàng chạy vào một người. Báo cáo Bắc Hà. Không đúng, báo cáo Thánh Chủ. Chuyện gì? Tại sao hoang mang rối loạn như vậy? Hà Kính Phong quát lớn một tiếng. Ta Khứ Chân cùng với Tĩnh Thủy đồng thời tìm tới cửa. Đầu của Bắc Hà cùng với Hà Kính Phong oanh một tiếng nổ tung. Mau trốn đi. Hà Bá mở ra phía dưới ghế dựa của chính mình có một cái mật đạo. Hà Kính Phong không chút do dự liền chui vào. Hà Bá hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo một chút, đi ra đại sảnh. Trên mặt cỏ bên ngoài đã mang đến các loại mỹ thực cùng rượu. Tiệc rượu vừa mở ra, lúc này trên nóc nhà, Tạ Khứ Chân mà không biểu tình, ăn mặc một thân trường bào màu đen, mà bên cạnh hắn còn có một cô gái ăn mặc trang phục thời dân quốc. Tĩnh Thủy không giống Tạ Khứ Chân, không phải là mặt không biểu tình mà là phát ra tươi cười. Tươi cười này lại là cực kỳ muốn giết người. Hai cỗ thi khí cùng với yêu khí khổng lồ đồng thời đè ở đỉnh đầu của mọi người. Hà Bá sờ sờ phía trên tay mình, hắn đang đeo chiếc nhẫn của Thánh Chủ, trong lòng cũng yên tâm hơn. Không biết hai vị yêu vương tới đây là có chuyện gì? Hà Bá chắp tay nói. Ta Khứ Chân mắt lạnh quét xuống. Sự tình đã trải qua ta đã biết được. Ta không muốn can thiệp vào những chuyện của ma đạo các người. Thế nhưng, bạn gái của huynh đệ ta cùng với người đã đánh hắn mất hết công pháp, người nhất định phải giao ra đây. Hà Bá cười to. Hai vị yêu vương, nếu tới chúc mừng ta trở thành Thánh Chủ, đương nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Nhưng nếu là quấy rối, Thánh giáo của ta cũng không phải là người nào đều có thể xông loạn. Đó chính là không muốn nói chuyện sao? Tĩnh Thủy tươi cười quỷ dị. Hôm nay ta liền muốn tính mạng của ngươi. Trong hôn mê, Lâm Hiểu Phong cảm thấy cả người đau nhức. Lúc này hai mắt hắn mở ra, thấy được ngôi sao trên bầu trời. Hắn xoát một chút ngồi dậy. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển, hướng một bên nhìn lại. Lâm Sâm cũng đang dựa vào trên cano. Sâm ca, cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong bò đến trên người của Lâm Sâm. Không nghĩ tới chính là hơi thở của Lâm Sâm đã cực kỳ yếu ớt. Tôi
tôi sắp không chịu được rồi. Lâm Sâm dựa vào cano nói, tôi vẫn luôn chống đỡ một hơi này, chính là muốn chờ cậu tỉnh lại, nói với cậu một lời từ biệt. Lâm Hiểu Phong ra đầu nổ tung. Không được, cậu Mập đã chết, cậu không thể lại chết. Nhất định có biện pháp có thể cứu cậu, nhất định có. Lâm Hiểu Phong cắn răng đứng lên. Lúc này cano đang trôi trên mặt biển rộng mênh mông. Cứu không được. Lâm Sâm khẽ lắc đầu, mở ra quần áo của mình, thân thể hắn đều đã vỡ ra, tùy thời đều sẽ chết. Lâm Hiểu Phong phanh một tiếng, quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sâm, mờ mịt vô thức. Hiểu Phong, cảm ơn cậu đã dạy cho ta biết làm người. Kỳ thật làm người so với làm yêu quái thật sự rất tốt. Lâm Sâm bài trừ tươi cười. Cũng không cần thương tâm, ta sống lâu như vậy đã sớm đủ rồi. Sâm ca! Trong mắt của Lâm Hiểu Phong đã hoen đỏ. Lâm Sâm vươn tay hướng Lâm Hiểu Phong tìm kiếm. Lâm Hiểu Phong vội vàng duỗi tay muốn cầm lấy tay hắn, còn chưa đụng tới, cánh tay của Lâm Sâm liền hóa thành vô số ánh huỳnh quang, bắt đầu biến mất. Rốt cuộc vẫn là chống đỡ được đến lúc cậu tỉnh lại. Thân thể của Lâm Sâm dần dần biến mất. Cuối cùng Lâm Sâm bày trừ tươi cười. Đây là nụ cười cuối cùng hắn để lại cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Sâm biến mất ở trên cano. Lâm Hiểu Phong rất muốn khóc nhưng khóc không được. Trước kia có nghe người ta nói qua, một người khi ở trong trường hợp bị thương tới cực hạn là sẽ khóc không được. Lâm Hiểu Phong hiện tại chính là tình huống như vậy. Hắn một quyền lại một quyền đánh vào dưới sàn cano, máu từ trên tay cũng chảy xuôi ra. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy nằm trên cano, trôi dạt theo gió biển. Hai mắt hắn mờ mịt nhìn không trung. Lâm Hiểu Phong không rõ tại sao chỉ trong một đêm liền biến thành như vậy, là chính mình quá yếu sao. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy nhìn bầu trời đêm, một đêm đều không chợp mắt, đôi mắt đá hồng giống như mắt thỏ. Cano này theo sóng biển trôi dạt, lang thang không có mục tiêu. Sắc trời dần dần sáng lên, cano trôi dạt tới một làng trai nhỏ yên bình. Sau khi cano cập bờ, Lâm Hiểu Phong choáng váng nhìn không trung, không có nhúc nhích. Bỗng nhiên, một tiểu cô nương khoảng 17-18 tuổi ngó đầu vào nhìn. À, mau tới, nơi đây có người. Kim Ngư Thôn toàn lạc ở trên một tòa hải đảo hẻo lánh, không giống rất nhiều tiểu đảo được khai phá làm điểm du lịch. Kim Ngư Thôn ở nơi đảo nhỏ này có rất ít khách du lịch tới thăm. Trong Kim Ngư Thôn tuy không phải ngăn cách cùng với thế giới bên ngoài, nhưng người trong thôn ngoại trừ mua sắm mấy đồ dùng cần thiết sinh hoạt, còn lại rất ít ngồi thuyền rời khỏi thôn. Kim Ngư Thôn có khoảng 100 hộ dân, mọi nhà đều là dựa vào đánh cá mà sống. Ngay lối vào Kim Ngư Thôn có một gia đình có 3 người. Gia đình này họ Cốc. Ai đều biết con gái nhà này 3 ngày trước ở bờ biển nhận được một tên ngốc tử. Cốc Thải Nhi từ nhỏ sinh hoạt ở bờ biển, cũng giống như những người trong thôn, chính là đi học trường trong thôn, sau đó lại đi theo người nhà mỗi ngày đánh cá mà sống. Lúc này nàng mang theo một giỏ cá từ bờ biển đi trở về làng trài. Ở cửa thôn có một đại thẩm đang cắn hạt dưa, nhìn thấy Cốc Thải Nhi vội vàng vẫy vẫy tay. Cốc Thải Nhi nhìn qua. Thải Nhi, cũng không phải đại thẩm nói ngươi, ngươi không có việc gì từ bờ biển nhặt về một tên ngốc thử làm gì. Điều kiện nhà ngươi cũng không giàu có, nuôi thêm một người rảnh rỗi làm gì. Đại thẩm hảo tâm khuyên bảo. Cốc Thải Nhi lớn lên thật xinh đẹp, thế nhưng có thể do hàng năm đánh cá trên bờ biển, làn da nàng có chút hơi đen, sang sảng cười nói. Đại thẩm, A Tài khá tốt, không có việc gì còn có thể giúp làm những việc nặng trong nhà. Được rồi, mau trở về đi. Đại thẩm vẫy vẫy tay, Cốc Thải Nhi gật đầu cười chạy về nhà. Còn chưa tới cửa nhà, liền thấy A Tài đang ngồi xổm chè củi trước cửa nhà. A Tài, ta đã trở về. Cốc Thải Nhi chạy đến bên cạnh A Tài. Không phải vết thương của ngươi còn chưa khỏi sao? Cha ta nói phải nửa tháng nữa ngươi mới có thể xuống giường. A Tài cúi đầu lắc lắc không nói gì. Vậy ngươi làm đi, ta đi vào giúp mẹ nấu cơm. Cốc Thải Nhi chạy vào trong phòng, sau khi đem giỏ cá đẩy xuống chạy đến phía sau phòng bếp. Cha mẹ nàng đang ở trong phòng bếp nấu cơm.
con đã trở về sao? Mẹ của Cốc Thải Nhi thấy nàng đã trở về liền hỏi. Con nói xem, A Tài kia tới nhà chúng ta đã 3 ngày, giống như ngốc tử vậy, không nói chuyện, không biết làm việc. Chẳng lẽ chúng ta cứ nuôi hắn như vậy sao? Không bằng cho hắn 2 con cá, bảo hắn rời đi đi. Cốc Thải Nhi vừa nghe vội vàng nói, mẹ, hắn bị thương nặng như vậy, nếu để hắn rời đi làm sao có thể sống được. Cấu Đại Thúc cười nói, được rồi, A Tài cũng không phải không biết làm gì, ít nhất còn có thể chè củi, coi như tích đức đi, chờ thương thế của hắn khỏi hẳn lại để hắn rời đi. Mẹ của Thải Nhi vừa nghe trừng mắt nhìn Cốc Đại Thúc. Thải Nhi chính là học theo ông, luôn muốn làm người tốt, nhưng điều kiện trong nhà chúng ta thế này, còn học người thành phố phát thiện tâm sao? Nhà của chúng ta lại không phải thiếu chút lương thực này, Cốc Thải Nhi nói. Lại nói, thời điểm con phát hiện A Tài, cả người hắn đều như sắp chết, đôi mắt hồng giống như mắt thỏ vậy, thực là đáng thương. Ấy, được rồi, tiểu nha đầu. Mẹ nàng trừng mắt nhìn nàng một cái. Đi ra gọi A Tài vào ăn cơm đi. Vâng. Cốc Thải Nhi nở nụ cười, nàng minh bạch mẹ mình chính là miệng dao găm tâm đậu hũ. Cốc Thải Nhi chạy đến cửa nhà. Lúc này, những đứa trẻ của làng trài đang vây quanh ở bên người A Tài. Ngốc tử, từ bờ biển thổi tới một tên ngốc tử, lời nói đều không biết nói. Một đám trẻ nhỏ đang cười nhạo A Tài, mà A Tài lại cúi đầu, căn bản không có tức giận. Làm cái gì đấy? Cốc Thải Nhi mắng. Mau trở về nhà đi. Những đứa trẻ này cợt nhà nói. Chị Thải Nhi, mẹ em nói, ngốc tử này từ biển thổi tới, lai lịch không rõ, mau đuổi hắn đi, bằng không nhà các người sẽ gặp phải xui xẻo đấy. Nói bừa cái gì? Chị của ta nói, đây là chị Thải Nhi sợ sau này không tìm được chồng, cho nên tùy tiện tìm một tên ngốc tử để thay vị trí đấy. Cốc Thải Nhi vừa nghe, tức khắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn đám trẻ nhỏ này, tiếp theo lôi kéo tay của A Tài trở về phòng. Trên bàn cơm, A Tài luôn cúi đầu, cũng không gắp đồ ăn, đều là Cốc Thải Nhi giúp hắn đem đồ ăn đều vào trong chén. Tiếp theo, A Tài cầm lấy một chén cơm tràn đầy, một hơi ăn sạch, tiếp theo cứ như vậy ngồi yên. Cốc Đại Thúc xem ở trong mắt, thở dài. Con gái mình thật đúng là nhặt được một tên ngốc tử. Mẹ Thải Nhi thì ở một bên nói. A Tài, nhà của chúng ta không phải giàu có. Cốc Thải Nhi vừa nghe, con tưởng rằng mẹ mình muốn đuổi người đi, vội vàng đưa mắt ra hiệu. Mẹ nàng lại nói tiếp. Người ăn cơm như vậy cũng không có vấn đề gì. Người đang có thương tích, chờ thương tích của người không thành vấn đề, có thể rời đi. Thế nhưng dù sao cũng phải làm chuyện gì đi, không thể ăn không ngồi rồi như vậy. A Tài yên lặng gật đầu, không nói gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Cốc Thải Nhi lên cầm lưới đánh cá, đem A Tài trên giường gọi dậy. A Tài, mau dậy đi, hôm nay nhất định phải cùng ta đánh được nhiều cá một chút. Chỉ cần ngươi có thể đánh được nhiều cá, mẹ cùng cha ta liền sẽ không đuổi ngươi đi. Cốc Thải Nhi cười nói. Ha ha, nhất định phải cố lên. A Tài mặt không biểu tình, mờ mịt gật đầu. Ai ai, cầm một cái coi nào. Cốc Thải Nhi nói, lôi kéo tay của A Tài đi đến bên bờ biển. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Cốc Thải Nhi mang theo A Tài. Thải Nhi, đi đánh cá sao? Ây, nha đầu này, người mang ngốc tử này đi đánh cá làm cái gì? Bạn nhất rớt xuống trong nước, bị chết đuối thì làm sao bây giờ? Cốc Thải Nhi cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ là cười ngượng ngùng. Sau khi đến một khu vực không có ai, Cốc Thải Nhi có chút tức giận, chụp gáy của A Tài một chút. A Tài, ta nói người thật là lên tính người không biết nói, bị người ta mắng là ngốc tử, cũng phải trừng mắt nhìn bọn họ một cái đi. Ngươi trừng mắt nhìn ta một cái xem nào. Ấy, ngươi thật sự không biết trừng mắt nhìn người khác như thế nào sao? Trời ơi, ngươi thật sự đúng là ngốc thật. Cốc Thải Nhi trợn trắng mắt. Vậy bỏ đi, nếu ngươi thật sự ngốc, vậy càng phải dạy ngươi đánh cá mới được. Nếu không, cha mẹ ta sẽ đuổi ngươi đi. Đến lúc đó, khẳng định ngươi sẽ bị chết đói. A Tài gật gật đầu, không nói gì.
cùng ta tới. Trong mấy ngày sau, mỗi ngày vào lúc mặt trời mọc, cậu Thải Nhi đều tự mình chỉ dạy cho A Tài đánh cá. Trời ơi, không phải vứt lưới như vậy. Con cá rất trơn, phải lấy cá bằng móc, không được bắt bằng tay. A Tài, đây là cua lớn. Ôi ôi, trời ơi, ngươi làm vậy có thể bị cua lớn kẹp cho bị thương đó. Trong mấy ngày mà Cúc Thải Nhi chỉ dạy, không chỉ không có đánh thêm được nhiều cá, ngược lại là bởi vì chỉ dạy A Tài, số lượng cá đánh được bị giảm bớt đi rất nhiều. Thế nhưng Cúc Thải Nhi không có mất đi kiên nhẫn, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Nàng ngây thơ mờ mịn trong sự vô tình, thế nhưng có chút thói quen cùng với A Tài đi ra ngoài đánh cá, mặc dù gia hỏa này làm nàng thật sự đau đầu, thực ngu ngốc. Hôm nay A Tài đang ngồi ở cửa nhà trẻ củi, bỗng nhiên cửa thôn truyền đến tiếng đốt pháo. Sao lại thế này? Cốc Thải Nhi chạy đến cửa, nhìn về phía của A Tài. Vợ chồng Cốc Đại Thúc cũng từ cửa đi ra. Hẳn là nha đầu Thái Hồng Na kia đã trở lại rồi. Mẹ của Thải Nhi cảm khái nói. Nha đầu Thái Hồng Na kia thật tốt số, vậy mà ở bên ngoài tìm được kẻ có tiền. Nghe nói trong nhà chồng cô ta rất rộng lớn. Lại nói tiếp, Thải Nhi nhà của chúng ta xinh đẹp hơn nhiều so với Thái Hồng Na. Người ta có thể tìm được kẻ có tiền như vậy, Thải Nhi lại cả ngày cùng một tên ngốc tử đi đánh cá. Nói xong, mẹ của Thải Nhi nhìn thoáng qua A Tài. A Tài tiếp tục cúi đầu, không nói gì. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Cậu Thải Nhi trừng mắt nhìn mẹ mình một cái, tiếp theo lôi kéo A Tài. A Tài, đi, chúng ta đi xem chị Thái Hồng Na. Nói xong, nàng liền mang theo A Tài chạy đến cửa thôn. Đó chính là chị Thái Hồng Na, kia hẳn chính là chồng của chị ấy. Thải Nhi chỉ vào hai người ở cửa thôn. Lúc này, rất nhiều thôn dân đều chạy ra, vây quanh Thái Hồng Na đánh giá chồng của nàng. Thái Hồng Na ăn mặc thực thời thượng, giày cao gót, áo lông chồn, mang kính râm, thoạt nhìn khoảng 26-27 tuổi, mà chồng nàng khoảng 32 tuổi, có chút mập mạp, ăn mặc tây trang. Chị Thái Hồng Na! Cốc Thải Nhi tươi cười mang theo A Tài chạy tới. Thái Hồng Na vừa nghe, nhíu mày, quay đầu nhìn tới. Cái tên Thái Hồng Na này là quá quê mùa, sau khi nàng rời khỏi đây, đã sớm đổi thành một tên tiếng Anh, gọi là Danny. Cốc Thải Nhi tươi cười muốn ôm nàng. Thời điểm Thái Hồng Na rời khỏi Kim Ngư Thôn, thường xuyên cùng nàng đi ra ngoài đánh cá. Thái Hồng Na mau chóng lùi về phía sau hai bước, nhíu mày cười gượng nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Thải Nhi. Càng ngày càng gầy càng đen, ta thiếu chút nữa không nhận ra. Ấy, cái ôm kia liền không cần, quần áo người hơi bẩn, chờ người đổi quần áo mới, rồi hai ta mới ôn lại chuyện cũ. Cậu Thải Nhi từ nhỏ ở làng trài sinh hoạt, không có tâm cơ gì, nghe không ra ý tứ trào phúng trong lời nói, nhếch miệng cười nói. Được rồi, tối nay ta sẽ đổi quần áo mới. Chị Thái Hồng Na, quần áo này của chị thật đẹp. Cốc Thải Nhi khen ngợi. Còn không phải sao? Thái Hồng Na vừa nghe lớn tiếng nói. Thân quần áo này người đánh cá cả 5-6 năm cũng không mua được. Nhiều tiền như vậy sao? Cốc Thải Nhi bị hoảng sợ. Những thôn dân chung quanh cũng đều hâm mộ nhìn lại. Thái Hồng Na kéo tay chồng nàng, cười giới thiệu. Đúng rồi, đây là chồng ta, Hùng Đại Trương. Hùng Đại Trương ăn mặc một thân tây trang, nâng tay chào hỏi. Tối nay mọi người đều tới nhà Thái Hồng Na ngồi chơi, ta sẽ nói cho mọi người làm như thế nào để phát tài. Hùng Đại Trương tươi cười đầy mặt. Thái Hồng Na bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói. Đúng rồi Thải Nhi, nghe nói ngươi nhặt được một ngốc tử. Người đâu, ta nhìn xem ngốc tử như thế nào mà có thể đem Thải Nhi mê mẩn đến thần hồn điên đảo như vậy. Cốc Thải Nhi chỉ vào A Tài ở phía sau. A Tài, lại đây cho chị Thái Hồng Na nhìn xem. A Tài đi lên trước. Ồ, đây là ngốc tử mà ngươi nhặt được sao? Thái Hồng Na đánh giá trên dưới, bó mũi nói. Ta đã nói, tại sao lại thối như vậy? Thải Nhi, ngươi phải nhớ rõ, hiện tại ngươi xấu nhiều lắm đấy. Thải Nhi, lời nói của chúng ta ngươi không nghe cũng liền thôi. Nhưng Thái Hồng Na đi ra ngoài trải qua rất nhiều chuyện, cô ấy nói khẳng định không sai. Những thôn dân khác đều đi theo khuyên bảo.
Cấu Thải Nhi vừa nghe, lôi kéo tay của A Tài, xoay người liền đi. Thái Hồng Na hừ lạnh một tiếng. Đi cũng không nói một tiếng, thật đúng là không biết lớn nhỏ. Hồng Đại Trường chắp tay cười nói. Mọi người tối nay nhớ tới nhà của Thái Hồng Na ngồi tâm sự. Được rồi, ông chủ Hùng yên tâm. Lúc này, thôn dân cũng từng người tản đi, làm công việc của chính mình. Đợi những thôn dân đi rồi, mới có bốn vệ sĩ ăn mặc quần áo màu đen từ bốn phía đi tới. Ông chủ, đều quan sát qua, trên đảo này có thể phát triển hạng mục du lịch. Thực không tồi. Hùng Đại Trương gật đầu nói. Đại sư đâu? Mau chóng mời đại sư từ trên thuyền lại đây đi. Một vệ sĩ chạy đi. Thường màu, một nam tử có bộ râu dê khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn đã đi tới. Người này tên là Đông Thành Tử, là người của phong giáo. Hùng Đại Trương kinh doanh có thể làm nên, sau lưng cũng là có bóng dáng của phong giáo. Đại sư! Hùng Đại Trương cung kính hỏi. Cái tiểu đảo này, ông xem có thể phát triển hạng mục không? Thái độ của Đông Thành Tử đối với hắn rất lạnh nhạt, chỉ là khẽ gật đầu. Không có việc khác, đừng làm phiền ta. Vâng. Hùng Đại Trường liên tục gật đầu. Vào buổi tối, mọi người trong thôn đều được thông báo đến nhà của Thái Hồng Na lấy một ít quà tặng. Đó là mỗi hộ đều được nhận một ít dầu. Mặt khác, Thái Hồng Na còn bày một bàn tiệc rượu, mời mọi người vừa ăn vừa xem phim trên màn hình lớn. Cấu Thải Nhi lôi kéo tay của A Tài, ngồi ở trước màn hình, tò mò xem hình ảnh bên trong màn hình. Nàng vô thức tựa vào trên vai của A Tài. A Tài hơi hơi rung động một chút, sau đó liền không có động tác gì khác thường. Nụ cười trên mặt của Cấu Thải Nhi càng ngọt ngào hơn. Sau khi cơm rượu no đủ, Hùng Đại Trương cầm micro tươi cười đầy mặt nói. Các vị thôn dân, ta là chồng của Thái Hồng Na, Hùng Đại Trương. Ta cùng Thái Hồng Na trở về, một là vấn an các vị hương thân phụ lão, hai là mang đến cho mọi người một con đường phát tài. Con đường phát tài? Các thôn dân đều cảm thấy tò mò. Mỗi nhà 5 vạn nhân dân tệ. Hồng Đại Trương nói. 5 vạn? Các thôn dân đều có chút kích động. Bọn họ đánh cá một năm cũng chỉ kiếm được 1-2 vạn, thu hoạch không tốt, sợ là một chút tiền ấy đều không kiếm được. Ông chủ Hùng, 5 vạn này lấy như thế nào? Hùng Đại Trương cười nói. Dễ thôi, nơi này ta có một hợp đồng, công ty chúng ta chuẩn bị ở trên đảo giúp mọi người phát triển một chút kinh tế. Ký hợp đồng là lập tức có thể lấy 5 vạn. Nói xong, Hùng Đại Trương sửa ra ánh mắt đối với vệ sĩ của mình. Tức khắc, bốn vệ sĩ lấy ra 2 dương tiền và xếp chúng lên. Các thôn dân nhìn thấy đều cảm giác thèm thuồng không thôi. Mặt khác, còn lại là một phần hợp đồng. Mọi người cầm xem đi, không thành vấn đề, đến chỗ ta ký tên, lập tức có thể lấy đi 5 vạn. Hùng Đại Trương tươi cười đầy mặt nói. Ta đi lấy một cái. Cấu Thành Nhi tò mò cầm lấy một bản hợp đồng liền chạy trở về. A Tài ở một bên nhìn thấy hợp đồng, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thôn dân trên đảo nhỏ này trình độ học vấn rất thấp, cũng chỉ miễn cưỡng biết được vài chữ và biết đếm, làm sao có thể nhìn hiểu hợp đồng này. Thế nhưng nghĩ rằng ký tên là có thể lấy được số tiền mà chính mình 2-3 năm mới có thể kiếm được. Hơn nữa nghĩ thầm, đây là chồng của Thái Hồng Na, cũng coi một phần là người trên đảo, còn có thể lừa mọi người hay sao? Vì thế, một đám vô cùng cao hứng ký tên lãnh tiền. Cấu Thành Nhi cũng có chút muốn đi, A Tài lại gắt gao giữ nàng lại. Trở về rồi nói. Đây là lần đầu tiên A Tài nói chuyện, dọa cho Cốc Thải Nhi nhảy dựng lên. A Tài không giải thích mà theo Cốc Thải Nhi trở về nhà. Vợ chồng Cốc Đại Thúc ăn uống xong đã sớm trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên, chủ yếu là hai người bọn họ không chịu được sự khoe khoang của nhà Thái Hồng Na kia. Cha mẹ Thái Hồng Na ngồi cùng bàn với bọn họ, mở miệng ngậm miệng đều nói con rể có bao nhiêu đại năng. Con rể thuận miệng hỏi một câu, Cốc Thải Nhi có phải thích tên ngốc tử đã nhặt được kia hay không? Không ai hiểu con bằng cha mẹ. Vợ chồng Cốc Đại Thúc sao có thể không nhìn ra Cấu Thải Nhi đích xác
có chút thích A Tài kia. Trong lòng hai người nghẹn khuất, chỉ có thể trước tiên trở về nhà. Cha, mẹ, A Tài có thể nói. Cậu Thải Nhi lúc này cao hứng giống như ăn Tết, chạy vào trong nhà. Chương trình đầu truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.